Cuối tuần qua tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp BSA tổ chức tọa đàm họp mặt với chủ đề Khởi nghiệp xanh, hành trình 10 năm kiến tạo thế hệ doanh nông trẻ. Chương trình khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo từ năm 2013 đến nay và kể từ năm 2023 là chương trình khởi nghiệp xanh với sự đồng hành của tổ chức các doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, hoạt động với mục tiêu trọng tâm là hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp thành công, xây dựng cộng đồng tài năng trẻ khởi nghiệp. Đây cũng là cầu nối kết nối nguồn lực với doanh nghiệp trong Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, mạng lưới để các doanh nghiệp trẻ, các bạn thanh niên trao đổi kinh nghiệm, khởi sự kinh doanh, lập nghiệp, kết nối với nhau, xây dựng chuỗi giá trị liên kết vững mạnh. Trải qua chặng đường 10 năm, chương trình Khởi nghiệp xanh tập trung vào các nội dung chính như huấn luyện đào tạo, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, xúc tiến thị trường, truyền thông và tổ chức cuộc thi dự án khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo Khởi nghiệp xanh. Tôi đọc theo những tư duy cộng đồng của Trung Quốc thì họ cũng hàng tuần người ta gom lại, người ta đi nói chuyện với nhau. Rồi các diễn giả, các chuyên gia, mình đã thấy đó, mình uốn nắn lại và mình cung cấp thêm thông tin thì các bạn sẽ hứng thú. Qua đó mình nắm bắt được các bạn đang thiếu là cái gì. Nhiều khi mình nói nhiều nhưng mà chắc cái đó các bạn nó là lại cần mình thông qua các bạn phát triển. Thị trường là nguồn lực, sản phẩm mình nhỏ quá thì không có thị trường, mà không thị trường thì không có nguồn lực. Nhiều khi mình chỉ một bạn chỉ mua một cái máy thôi mà nó sẽ sử dụng được cho nhiều các bạn khác. Máy đóng gói, máy làm bao bì, máy sấy, máy cắt, máy gọt, đúng không? Thì nhiều khi mình chung nhau là thì mình khởi nghiệp lên, thì mình phải tích cốt chứ. Người ta không bán giá cả, người ta bán giá trị. Các bạn nên nhớ điều đó. Ban chấp hành và ban chủ nhiệm của Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao và Câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu đều tự thấy là mình có trách nhiệm với lại các bạn doanh nông, khai thác tận dụng tài nguyên bản địa bằng công nghệ mới, kết nối, học hỏi, hành động và kiên định đeo đuổi cái mục tiêu. Các phẩm chất của đội ngũ doanh nông xanh là ham học hỏi, sáng tạo và táo bạo, kết nối và chia sẻ để tiến bộ, không sợ thất bại. Tôi sống với lại các doanh nghiệp đã thành danh và đã có cái uy tín ở trên thị trường. Tôi cũng sống với lại các bạn doanh nông thì tôi thấy họ có một cái điểm khác nhau là luôn luôn kết nối và luôn luôn có nhu cầu chia sẻ. Chương trình Khởi nghiệp xanh đã và đang tạo ra một thế hệ những người làm ăn kiểu mới là những doanh nông trẻ gắn với nông nghiệp nông thôn, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên bản địa, vốn là những sản vật của các vùng miền, rồi nghiên cứu, sáng tạo cho ra những sản phẩm mới độc đáo, có tính thương mại hóa trên thị trường.